Từ trước đến giờ có phải các bạn vẫn thường hay được dạy rằng là khi mà được người Nhật khen kiểu như là Nihongo ga jōzu desu ne, thì các bạn nên đáp lại là Iyeiye, mada mada desu, hay là Iyeiye, sonna koto nai desu, đúng không nào? Tuy nhiên, chiếu theo tâm lý học, bây giờ các bạn thử nghĩ mà xem, khi mình đã rất là thành ý mất công khen người khác rồi, đoạn này mình trừ những người nào mà chuyên khen kiểu thảo mai nhá, thì bây giờ mình tưởng tượng khi mà mình đã mất công khen người ta rồi mà người ta lại phủ định hoàn toàn 100% như thế thì mình cũng hơi bị hụt hẫng một chút, phải không nào? Vậy các bạn thử tưởng tượng như này nhé, khi mà mình gặp một cô bé người Nhật mà nói tiếng Việt rất là hay chẳng hạn, thì mình khen người ta, ôi em nói tiếng Việt hay thế, và bạn ý đáp lại là à dạ thật không chị, ôi em cảm ơn chị nhiều lắm, chị nói vậy nên em vui lắm đó. Thế thì lúc mà mình nghe được cái câu đấy, mình tự nhiên mình là người khen mình cũng cảm thấy vui lây theo, đúng không? Thế thì bây giờ soi chiếu sang tiếng Nhật thì sẽ như thế này mọi người nhá. Ví dụ nha, thanh san tte hontou ni nihongo ga jōzu desu yo ne. Ê, hontou desu ka? Arigatou gozaimasu. Ureshii desu. Đó, mình trả lời như vậy. Và giờ mình thêm một chút để thể hiện sự khiêm tốn hơn này. Demo, nihongo wa benkyou sureba suru hodo muzukashii desu. Và nếu tiếng Nhật của các bạn giỏi hơn thì vẫn thêm tiếp được nha. Demo, itsu made tattemo jōzu ni naranai kiga shite. Và đến lúc này nếu như mà người ta vẫn cố chấp khen mình tiếp á, ví dụ như kiểu là sonna koto nai desu yo, konna ni jōzu ni hanaseru nante sugoi desu yo. Vậy thì mình chốt lại một câu như này nhá. Arigatou gozaimasu. Mawari no minasan no okage desu. Cảm ơn anh. Tất cả là nhờ có mọi người xung quanh nên tôi mới nói được như thế này. Đó, đây mới là chuẩn khiêm tốn của khiêm tốn, nhưng mà vẫn thể hiện được cái sự vui vẻ của mình khi mà được đón nhận lời khen của người khác. Thì mình nghĩ đây chính là một cách đáp lại lời khen mà sẽ được lòng tất cả mọi người đấy mọi người ạ.